Đệ tử quy Trung Hoa. Đạo làm người, thánh nhân dạy, hiếu đệ trước, kế cận tín, yêu mọi người, gần người nhân, có dư sức thì học văn. Cha mẹ gọi trả lời ngay, cha mẹ bảo chớ làm biến, cha mẹ dạy phải kính nghe, cha mẹ trách phải thừa nhận. Đông phải ấm, hạ phải mát, sáng phải thâm, tối phải viên, đi phải thư, về phải trình, ở ổn định, nghề không đổi. Chớ tự ti, đừng tự bỏ, thánh và hiền dần dần đạt. Bay lên mặt trăng. Nội ơi, chúng con về rồi. Về rồi à? Hiếu Hiếu học cổ cầm sao rồi? Giáo viên khen con tiến bộ rất nhanh. Không nên kiêu ngạo, phải tiếp tục cố gắng đó. Ba, tụi con đang thương lượng định đổi lớp cổ cầm của Hiếu Hiếu thành lớp học thêm sau giờ học chính. Hả? Rất nhiều phụ huynh nói hiện nay con trẻ lên lớp áp lực rất lớn, lớp học thêm có thể nâng cao thành tích. Con cũng cảm thấy các phụ huynh khác đã suy xét khá toàn diện. Hiếu Hiếu, con thấy sao? Con không muốn đổi. Kỳ khen hay, đây chê dở, không liên quan, đừng để ý. Giúp đỡ con cái của mình trở thành nhân tài có phẩm hạnh cao thượng mới là chuyện quan trọng nhất. Đừng quá quan tâm phụ huynh khác làm gì. Tàu hàng Nga của chúng ta rơi xuống chỗ để nè. Để đang vẽ tranh. Vẽ tranh gì vậy? Bay lên mặt trăng. Bay lên mặt trăng. Miếng đất trồng cà rốt này là mặt trăng sao? Vậy em thì sao? Chính là con thỏ này à. Chị chê cười em. Để thật ra anh thấy em dạy rất tốt mà. Biết đâu hố da chạm ở trên mặt trăng thật sự là từng cái hố trong cà rốt đó. Thật sao? Mặt trăng là một nơi khủng bố, một nơi tối tăm, không có không khí và nước, chả vui chút nào. Sao mặt trăng chính là người ngoài hành tinh? Người ngoài hành tinh sẽ bắt người trái đất làm thí nghiệm. Trên mặt trăng thật sự có bí mật đáng sợ vậy hả? Là giả thuyết của mọi người thôi, em không nên tùy tiện tin tưởng. Đúng vậy, cách nói của mọi người cũng không có chứng cứ. Đừng nghĩ quá nhiều nữa. Em muốn đến mặt trăng nhìn xem rốt cuộc là như thế nào. Dùng cuốc tranh vẽ chân tướng này đi. Tranh vẽ chân tướng. Có cuốc tranh vẽ này, chỉ cần vẽ hình dạng của mặt trăng trên giấy. Sau khi vẽ xong, xé tờ giấy đó ra thì tranh vẽ sẽ thành thật. Chú ý nha, vẽ theo cách nghĩ của chính mình là được, đừng để bị ảnh hưởng bởi người khác. Em biết rồi. Wow, mặt trăng em vẽ quả nhiên thành thật rồi. Nhưng mà chúng ta làm sao đi vào đó được chứ? Hả? Mau vào trong. Hả? Anh ơi, mặt trăng đẹp quá. Đúng vậy. Anh đói rồi, xuống mặt đất kiếm gì đó ăn đi. Trên mặt trăng không phải không có thức ăn sao? Không phải nói ngay cả nước cũng không có sao? Mặc kệ đi, em nhìn kìa, không phải ở đây có cây và nước đó sao? Không phải nói có người ngoài hành tinh sao?
tại sao lại không có người ngoài hành tinh tới bắt chúng ta? Người ngoài hành tinh sẽ bắt người trái đất làm thí nghiệm. Nghe nói lại có loài người thí nghiệm đến mặt trăng của chúng ta. Hỏng rồi, chúng đuổi tới nơi rồi. Bóng bóng hạ xuống. Bay lên. Diêm bi đẹp quá. Đừng, sẽ khôi phục trọng lực đó. Tiểu sủng ca, hãy mau đi cứu để đi. Được. Hả? Không rồi, anh không thể bay được nữa. Đang yên, đang lành, sao lại có người ngoài hành tinh hung ác xuất hiện chứ? Để nhất định là đã quên lời anh nói. Đúng rồi, do để dễ ra thỏ ngoài hành tinh đó. Còn tin vào lời của ngu ngu nói nữa. Nhìn kia, cuốn tranh vẽ của để. Thả ta ra. Để. Anh ơi, mau cứu em. Để, mau đón lấy. Để, thỏ ngoài hành tinh này do em vẽ ra. Em đừng có tin lời của ngu ngu nói nữa. Em bao dễ người ngoài hành tinh mà trong lòng của em nghĩ tới đi. Chỉ cần vẽ ra là được sao? Mau vẽ đi, để. Nghĩ gì cứ vẽ đó, nhanh lên. Chúng ta là bạn bè. Chúng ta là bạn bè. Anh ơi, chuyện này là như thế nào? Cái này có liên quan tới niềm tin đó. Em muốn trở thành bạn bè với người ngoài hành tinh thì sẽ trở thành bạn bè. Nếu chúng ta bị ảnh hưởng bởi những lời nói gièm pha của người khác, có cách nghĩ không thân thiện đối với họ, như vậy thì họ cũng cảm nhận được thôi. Em đâu có bị ảnh hưởng bởi lời nói gièm pha của người khác. Sao lại không có? Ngu ngu nói người ngoài hành tinh sẽ bắt người trái đất làm thí nghiệm. Trên thực tế ngu ngu không có chứng cứ nào hết, chỉ là nghe tin đồn nên tin thôi. Nhưng mà em lại tin tưởng, nên là trong tiềm thức cho rằng người ngoài hành tinh không có thân thiện. Thật ra họ rất muốn làm bạn với chúng ta đó. Hóa ra là vậy. Hả? Anh lại bay được rồi. Tạm biệt. Sao rồi, mặt trăng chơi vui không? May mà chúng ta nhớ ra. Kia khen hay, đây chơi dở, không liên quan, đừng để ý. Mới biết có lúc, đừng quan tâm người khác nói ra nói vào. Chuyên tâm nỗ lực, làm theo niềm tin đúng đắn, sẽ thực hiện được mục tiêu của chính mình.
Nếu không phải nhớ đến đạo lý này thì chúng ta đã bị người ngoài hành tinh hầm thành canh cà rốt rồi. Đúng vậy, thật nguy hiểm. Hiếu Hiếu, ba mẹ đã thảo luận rồi, nhưng để con tiếp tục học cổ cầm. Thật sao? Thật tốt quá, con cảm ơn ba mẹ nha. Các bạn nhỏ ơi, ghi khang hay, đây chê dở, không liên quan, đừng để ý. Y muốn nói chúng ta gặp người khác nói chuyện thị phi, nghe chút rồi thôi, phải có trí huệ phán đoán, đừng để bị ảnh hưởng. Chúng ta phải có niềm tin vào chân lý, chỉ cần chúng ta làm theo niềm tin đúng đắn, thì sẽ phát hiện sự tốt đẹp đang ở bên cạnh chúng ta. Namo A-si-đà-phật. Namo